Với những ai thường xuyên theo dõi các video trên YouTube, Facebook, chắc chắn không xa lạ gì với cái tên bà Tân Vlog, YouTuber nổi đình nổi đám như một hiện tượng mạng xã hội nhờ những video chuyên về nấu các món ăn siêu to khổng lồ. Tuy nhiên sau khi vướng loạt ồn ào thị phi, bà Tân Vlog đã không còn được nhiều người quan tâm, cùng với đó là gặp nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng vì nhiều clip có nội dung không hữu ích. Dù vậy, bà Tân vẫn liên tục cho ra các video một cách đều đặn. Mới đây, bà nhận về nhiều tranh cãi trong một video nướng trứng đà điểu khổng lồ. Trong video, bà Tân chuẩn bị những quả trứng đà điểu bọc trong giấy bạc, bên ngoài là lớp đất để đem đi nướng. Tuy nhiên, trong khi nướng, những trái trứng bị nổ rất lớn khiến bà Tân la ó. May mắn là bà Tân không bị thương khi lại gần những quả trứng đang nướng. Sau khi những trái trứng bị nổ, bà Tân chia sẻ rằng đây là lần đầu bà nướng trứng, bà không nghĩ nó sẽ nổ. Qua clip này, bà khuyên các cháu cẩn thận khi nướng trứng nhé. Đoạn clip lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy cũng được fan hoảng hồn, rất nhiều cư dân mạng góp ý cùng với đó là chỉ dạt bà Tân cách làm đúng đắn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ khá gay gắt về clip này.